Cho nên Bồ Tát dùng niềm tin làm tay thì sinh khởi tất cả hạnh lành lợi ích chúng sinh. Bồ Tát chẳng tính thời gian kiếp số, như vậy đi đi lại lại trong chín pháp giới và ban đủ thứ cho chúng sinh, đời đời kiếp kiếp sinh sống với họ, một mặt tự lợi sinh tu tất cả chánh pháp cầu đạo vô thượng, một mặt lợi tha giáo hóa vô lượng chúng sinh, tiếp dẫn họ vào Phật đạo, lại nguyện cho đắc được tay báu, vô lượng các châu báu đều từ trong tay chảy ra, dùng tay báu đó bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, chỗ thực hành chẳng không, đến bất cứ nơi nào ngài đều thực hành bố thí khắp, tuyệt đối chẳng khiến cho người có tâm luống qua mà thất vọng, việc làm đều đầy đủ đạo Bồ Tát, bình đẳng bố thí khắp. Ngài thường duỗi tay báu của ngài ra, tùy thời muốn đem tài phước của mình rộng bố thí cho người. Ngài đến khắp nơi quan sát bệnh khổ của chúng sinh, mãn nguyện tâm đại từ bi, nương theo đại nguyện lực cứu khắp chúng sinh, qua lại ở trong sáu loài bốn sinh, dũng mãnh không khiếp sợ, dùng tâm tin nguyện lực thành tịnh, đầy đủ tinh thần tinh tấn hành đạo, một lòng diệt trừ đường ác, dẫn dắt chúng sinh tiến đến thành tựu Bồ Đề giác đạo. Phật tử khi đại Bồ Tát bố thí như vậy, dùng vô lượng vô biên tâm rộng lớn khai mở pháp môn thanh tịnh, nhập vào biển chư Phật, thành tựu bố thí tay chu cấp khắp mười phương, nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí, trụ nơi tâm rốt ráo lìa cấu, pháp thân trí thân không dứt không hoại, tất cả ma nghiệp không thể huynh động được, nương thiện trí thức tâm ý bền vững, đồng với các Bồ Tát tu hạnh bố thí. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát khi ngài bố thí tay chân, ngài dùng tâm từ bi rộng lớn vô lượng vô biên đối với chúng sinh, khai thị diễn nói pháp môn thanh tịnh của chư Phật nói, do đó ngài có thể vào sâu biển pháp của chư Phật, cũng nhờ công đức đó mà thành tựu tay báu bố thí trừ cấp khắp cho mười phương chúng sinh thọ khổ. Bồ Tát phát nguyện lực lớn, dùng sự hoằng dương Phật pháp làm trách nhiệm của mình, khiến cho Phật pháp trụ trì lâu dài tại thế gian, dùng nguyện lực vô thượng trụ nơi trí đạo, an trụ nơi tâm chân chánh chẳng có trần cấu, thanh tịnh không nhiễm. Vì lìa khỏi tâm cấu bẩn cho nên pháp thân thậm nhiên, vì trụ trí địa liền thành tựu trí thân, pháp thân thậm nhiên không thể bị hủy hoại, ngọn đèn trí vĩnh viễn liên tục chẳng có đoạn diệt. Lúc đó tất cả vọng niệm ác hạnh không thanh tịnh đều chẳng có biện pháp nào để dao động trí nguyện kiên cố của ngài được. Ý chỉ thiện trí thức nghe sự giáo hóa của ngài, tài bồi tâm tin kiên cố, đồng như các vị đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật. Phật tử khi đại Bồ Tát vì các chúng sinh mà cầu nhất thiết trí bố thí tay chân, ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ sức thần thông đều đắc được tay báu. Được tay báu rồi đều tôn kính nhau, sinh nghĩ tưởng làm ruộng phước, dùng đủ thứ báu càng phải cúng dường lẫn nhau, lại dùng các thứ báu cúng dường chư Phật, nổi mây báu đẹp khắp cõi nước của chư Phật, khiến cho các chúng sinh cùng khởi tâm từ bi không não hại lẫn nhau, du hành đến các cõi nước chư Phật, an trụ nơi không sợ hãi, tự nhiên đầy đủ rốt ráo thần thông. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát vì cứu tất cả chúng sinh nên phải có đại trí huệ, cho nên ngài bố thí tay chân. Khi ngài bố thí tay chân, lại đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ sức thần thông, đắc được tay báu tự nhiên hiện ra bảy báu. Khi họ đắc được bảy báu rồi, đừng sinh tâm tham, phải có tâm tôn kính lẫn nhau, phải sinh ra tư tưởng tôi có thể làm ruộng phước cho những chúng sinh khác, càng phải đem châu báu hốt đẹp sinh ra từ tay báu cúng dường cho mọi người, lại biết đem những châu báu đó cúng dường mười phương chư Phật và nổi mây báu đẹp khắp cõi nước của chư Phật, khiến cho hết thảy chúng sinh đều sinh tâm từ bi trợ giúp lẫn nhau, không sinh ác tâm phiền não và xâm hại kẻ khác, thường đến cõi nước của chư Phật chiêm ngưỡng gần gũi lễ lại chư Phật, an trụ trong tâm bình tĩnh không sợ hãi, tự nhiên đầy đủ sức thần thông chân thật, lại khiến cho chúng sinh đều đắc được tay báu, tay hoa, tay hương, tay y phục, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương bột, tay đồ trang nghiêm, tay vô biên, tay vô lượng, tay khắp cùng, đắc được những tay đó rồi, dùng sức thần thông thường xuyên đi đến tất cả cõi Phật, có thể dùng một tay giờ khắp tất cả thế giới của chư Phật, dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sinh, được tướng tay tốt phóng ra vô lượng quang minh, có thể dùng một tay che khắp chúng sinh, thành tựu tay Như Lai, ngón tay có màng lưới, móng như đồng đỏ. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh bố thí tay chân để cầu nhất thiết trí,
lại đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh đắc được đủ thứ tay hiếm có trên đời, khiến cho mỗi chúng sinh đều được tay báu hay sinh ra tất cả báu đẹp, tay hoa hay sinh ra đủ thứ hoa quý, tay hương hay sinh ra các thứ hương báu, tay y phục hay hiện ra y trời, tay lọng hay sinh ra lọng hoa có các châu báu, tay tràng hoa hay sinh ra tất cả tràng hoa, tay hương bột hay sinh ra hương bột tốt nhất, tay đồ trang nghiêm có thể sinh ra các thứ đồ trang nghiêm hiếm có trên đời, tay vô biên, thứ tay này diệu dụng vô biên, tay vô lượng, thứ tay này có thể sinh ra vô lượng bảy báu, tay khắp cùng hay bình đẳng hộ khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều có thể sinh ra đủ thứ tay báu hiếm có trên đời, dụng tâm của Ngài là thương xót chúng sinh có tay báu như vậy rồi, thì tất cả đều sẽ tại tâm mãn nguyện, không khỏi tâm tham sân si, chẳng tạo nghiệp ác, đắc được tay báu đó rồi. Thì phải biết cảm ơn báo đức, dùng sức thần thông luôn luôn đi đến cõi nước của chư Phật, lễ lại chư Phật, cúng dường chư Phật, lắng nghe lời dạy của chư Phật, sinh tu Phật đạo, đắc được tay báu đó rồi, lại có thể dùng một tay có thể giờ khắp đảnh chúng sinh trong thế giới của chư Phật, lại có thể dùng tay báu tự tại hộ trì tất cả chúng sinh, đắc được tay báu tướng tốt có thể phóng ra vô lượng vô biên quang minh, lại có thể dùng tay báu đó che mát khắp tất cả chúng sinh, thành tựu tay giống như Đức Như Lai, con tay có màng lưới móng như đồng đỏ, tốt đẹp giống như Phật. Bấy giờ Bồ Tát dùng tay đại nguyện che khắp chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh chí thường ước cầu vô thượng Bồ Đề, sinh ra biển tất cả công đức. Thấy người đến xin hoan hỷ không nhàm chán, nhập vào biển Phật Pháp, đồng căn lành với Phật, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tay chân. Khi Bồ Tát nói lời nguyện, đồng thời Ngài duỗi tay ra phát đại nguyện, che mát khắp tất cả chúng sinh. Từ từ Ngài nói ra lời nguyện trong tâm của Ngài, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích sự hồi hướng của tôi, phải lập chí thường ưa cầu vô thượng Bồ Đề giác đạo, luôn luôn trụ chánh niệm, tập thực hành các điều lành, tích tụ đủ thứ công đức vô lượng vô biên như biển cả. Thấy người đến xin tay chân của bạn thì sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng có biểu hiện không vui, nhập vào trong biển trí huệ của Phật, có căn lành công đức giống như Đức Phật. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng đủ thứ căn lành của Ngài tu tập cho chúng sinh khi Ngài bố thí tay chân. Phật tử Đại Bồ Tát hủy hoại thân mình chảy máu để bố thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương và vô lượng các Bồ Tát khác ở trong các cõi, khi bố thí thân thể máu huyết thì khởi tâm thành tựu nhất thiết trí, khởi tâm hoan hỷ ngưỡng mộ Đại Bồ Đề, khởi tâm ưa thích tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm chẳng lấy khổ thọ, khởi tâm ưa thấy người xin, khởi tâm chẳng hiềm người đến xin, khởi tâm hướng về tất cả Bồ Tát đạo, khởi tâm thủ hộ hạnh xả của tất cả Bồ Tát, khởi tâm tăng thêm rộng lớn hạnh bố thí lành của Bồ Tát, khởi tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng nghỉ ngơi, tâm chẳng luyến tiếc nơi chính mình. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài hủy hoại thân thể của mình, lấy máu bố thí cho chúng sinh cần máu. Hiện nay các nơi đều có những chỗ cho máu, để cung cấp máu cho những người thiếu máu, giống như hoại thân lấy máu bố thí cho chúng sinh. Bất quá thuở xưa, công cụ y liệu không tiến bộ, hoại thân lấy máu là người phải có tinh thần hy sinh không sợ hãi, Bồ Tát mới làm được. Như Bồ Tát Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương, còn có nhiều Bồ Tát khác đều đã thực hành qua sự bố thí này. Vị Bồ Tát này, khi Ngài ở trong sáu nẻo hoại thân bố thí máu, thì Ngài phát khởi thắng tâm vô lượng, làm công đức bố thí này hy vọng thành tựu nhất thiết trí huệ, dùng tâm hoan hỷ ngưỡng mộ Bồ Đề giác đạo, chân thành ưa thích tu học hạnh Bồ Tát. Ngài tự nguyện thực hành sự bố thí này, tuyệt đối không cho rằng là thọ khổ, xin khởi tâm hoan hỷ thấy có người đến xin máu của Ngài, tuyệt đối chẳng sinh tâm hiềm chán đối với người xin, xin khởi tâm hướng về cầu Bồ Tát đạo, lại xin khởi tâm thủ hộ hạnh bố thí đại hỷ đại xả của các vị Bồ Tát, lại xin khởi tăng thêm rộng lớn tâm bố thí của Bồ Tát, khiến cho càng ngày càng tăng trưởng, rộng lớn đến tận cùng hư không khắp pháp giới. Đủ thứ tâm thủ thắng như vậy, tuyệt đối chẳng thối chuyển, tuyệt đối chẳng nghỉ ngơi, tuyệt đối cũng chẳng luyến tiếc lợi ích của chính mình, mà sinh tâm ích kỷ. Đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp thân trí thân, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không mệt mỏi giống như kim cang, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không thể hoại, không thể làm thương hại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân như biến hóa hiện khắp thế gian chẳng cùng tận,
nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đáng ưa thích, thanh tịnh, kiên cố, vi diệu, nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh thân pháp giới đồng với Như Lai, không chỗ nương tựa. Bồ Tát đem đủ thứ căn lành hồi hướng cho chúng sinh như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn Bồ Đề, trụ khắp pháp giới, thành tựu thanh tịnh pháp thân, trí chứng các pháp thật tướng, thông đạt vô ngại, thành tựu thân trí huệ vô thượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thể vĩnh viễn không mỏi mệt, kiên cố giống như Na La Diên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kim cang bất hoại, đau thương kiếm mác đều không thể làm thương hại đến nhục thân của họ được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể trong ngàn ước biến hóa, thị hiện khắp thế gian chẳng cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể thanh tịnh tốt đẹp, viên mãn kiên cường, khiến cho chúng sinh gần gũi, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh thân tận hư không biến pháp giới, đồng như pháp thân của Phật, không cần nương tựa bất cứ chỗ nào. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân quang minh như báu đẹp, tất cả người đời không thể chói sáng hơn được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạm hải, nơi cõi bất tử mà được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân bảo hải, ai thấy cũng đều được lợi ích không lướng qua. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân hư không, thế gian não hoạn không thể nhiễm trước. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Ngài dùng tâm đại thừa, tâm rộng lớn, tâm vui mừng, tâm hân hạnh, tâm hoàn hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược, để hoại thân lấy máu bố thí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể như dạ minh châu, quang minh chiếu sáng mười phương, trên thế gian chẳng có ai sánh hơn quang minh đó được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân trí huệ bảo tạng, thâm sâu như biển cả, nơi cõi bất tử. Bồ Tát ngộ nhập vào các pháp thời tướng, chứng được cảnh giới Niết Bàn, tất cả giải thoát được tự tại, cho nên Ngài cũng nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tự tại như vậy. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân như bảo hải, tùy tâm sở dục có thể ở trong thân của Ngài xuất hiện nhiều thứ báu, khiến cho người thấy được Ngài đều đắc được lợi ích không lướng qua. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân như hư không, hết thảy phiền não và hoạn nạn trên thế gian tuyệt đối không nhiễm trên thân của Ngài. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài hoại thân lấy máu bố thí cho chúng sinh. Ngài dùng tâm đại thừa Bồ Tát, tâm thành tịnh không nhiễm, tâm rộng lớn vô biên, tâm hân hoan khoái lạc, tâm hân hạnh minh bạch pháp môn bố thí, tâm hoan hỷ, tâm tăng trưởng trí huệ hướng thượng, tâm an ổn khoái lạc, tâm không ô trược, dùng đủ thứ tâm thắng diệu như vậy để bố thí. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người đến cầu xin thân tùy thịt của mình, liền hoan hỷ nói lời dịu dàng với người xin rằng: thân tùy thịt của tôi tùy ý lấy dùng, như Bồ Tát Nhiều Ích, Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nếu thấy có người đến cầu xin Ngài tùy và thân thịt, thì Ngài rất hoan hỷ, lập tức hòa nhan duyệt sắc với người đến cầu xin, hiện ra dáng vẻ rất vui mừng, dùng lời nói dịu dàng nói với họ rằng: thịt và tùy trên thân của tôi đây, tùy ý ông hoan hỷ dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, giống như thuở xưa Bồ Tát Nhiêu Ích, Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương và còn có vô lượng các đại Bồ Tát khác, các ngài đều đã từng thực hành đại bố thí thân thịt cốt tùy này để cứu chúng sinh. Trước kia có vị thái tử Nguyệt Quang có xe một mình tự đi du hành, ở giữa đường gặp một người nghèo khổ, mình đầy ghẻ lở, ông ta ngăn cản xe của thái tử và nói với thái tử rằng: mình tôi sinh ra chứng bệnh này rất là đau khổ và phiền não. Thái tử, ngài thật là hạnh phúc, một mình tự cưỡi xe đi du hành, ngài có thể phát tâm đại từ, thương xót tôi, trị cho tôi được lành bệnh chăng? Thái tử nghe rồi bèn đi hỏi rất nhiều danh y. Bác sĩ nói, chứng bệnh đó là do tâm sân hận nặng mà sinh ra, phải lấy cốt tủy của người nào mà từ nhỏ đến lớn chưa từng sinh ra một chút tâm sân hận, thoa lên thân bệnh ghẻ của người đó, và còn uống máu và tủy của người đó thì mới khỏi được. Thái tử nghe xong trong tâm suy nghĩ, đến đâu để tìm người như thế đây, ai có thể không tiếc thân thể của mình, ngoại trừ chính ta đây, do đó lập tức sai trên Đà La, lóc thịt, đập xương, lấy tủy thoa lên cho bệnh nhân và lấy máu cho uống. Bồ Tát ở trong các cõi, đủ thứ các nơi sinh ra, khi dùng tủy thịt của mình bố thí cho người xin, thì tâm hoan hỷ rộng lớn, tâm bố thí tăng thượng, đồng với các Bồ Tát tu tập căn lành,
Địa trần cấu của thế gian đắc được ý chí vui thích thâm sâu, dùng thân bố thí khắp tâm chẳng cùng tận, đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn, nhiếp thọ tất cả diệu công đức bảo, như pháp của Bồ Tát, thọ hành không nhà hỏi, tầm thường ưa thích bố thí công đức, một lòng chu cấp, tâm chẳng hối tiếc, quan sát các pháp đều tự duyên không có thể. Không tham nghiệp bố thí và quả báo bố thí, tùy chỗ được gặp, bình đẳng bố thí cho. Bồ Tát ở trong sáu nẻo, thọ sinh trong các loài, chỉ cần có chúng sinh cầu xin Ngài tùy thịt, thì Ngài lập tức bố thí cho. Khi Ngài bố thí cho người, thì tâm tràn đầy sự hoan hỷ, tâm cảnh rộng lớn, tâm bố thí cũng càng ngày càng tăng trưởng. Đồng với các vị Đại Bồ Tát trong quá khứ, tu tập pháp môn bố thí, căn lành tích tụ cũng đồng đều. Do đó, Ngài xa lìa tất cả trần cấu của thế gian, đắc được trí huệ thâm sâu, lập định tín nguyện của mình, cảm được pháp lạc chân thật, đem thân thể của mình và ngũ tạng lục phủ bố thí khắp cho chúng sinh cần, tầm thường nhớ chúng sinh hành bố thí nội tài ngoại tài vĩnh viễn chẳng ngừng nghỉ. Dùng công đức bố thí đó đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn, có thể nhiếp thọ tất cả thắng diệu công đức bảo. Pháp môn tu hành đều hợp với pháp môn của Bồ Tát tu, tâm thọ thân trì cung hành thực tiễn, chưa từng sinh tâm mỏi mệt, trong tâm đều hoan hỷ làm công đức bố thí. Tâm của Ngài chẳng có ý niệm nào khác, chỉ chuyên tâm nhất ý chu cấp cho chúng sinh. Chúng sinh cần gì thì Ngài chu cấp cái đó, nội tài ngoại tài, người khác khó xả mà Ngài đều xả được, chưa từng sinh tâm hối tiếc. Bồ Tát thường suy ngẫm quan sát các pháp, thấu đạt các pháp thật tướng, minh bạch tất cả các pháp đều từ duyên mà sinh, chẳng có bản thể của nó. Tuy nhiên bố thí có đức, nhưng Bồ Tát không tham cũng không chấp trước công đức bố thí đó, càng không tính toán tương lai thu hoạch được quả báo gì. Hoài bão của Ngài là thái độ hành xử vô sự, rất là tự tại. Ngài tùy thời tùy lúc, khi gặp cơ hội bố thí thì Ngài không lựa chọn đối tượng bố thí, chẳng phân biệt kẻ gần người xa, chẳng nhớ ác xưa cũng chẳng ghét kẻ ác, một luật bố thí bình đẳng. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy thì tất cả chư Phật thầy đều hiện tiền. Ngài nghĩ chư Phật như cha vì được hộ niệm, tất cả chúng sinh thầy đều hiện tiền vì khóc khiến cho được an trụ nơi pháp thanh tịnh, tất cả thế giới thầy đều hiện tiền vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, tất cả chúng sinh thầy đều hiện tiền vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp, tất cả Phật đạo thầy đều hiện tiền vì ưa quán mười thứ lực của Như Lai, quá khứ vị lai hiện tại, tất cả Bồ Tát thầy đều hiện tiền vì đều cùng viên mãn các căn lành, tất cả không sợ hãi thầy đều hiện tiền vì làm được sư tử hống tối thượng, tất cả ba đời thầy đều hiện tiền vì được trí bình đẳng quan sát khắp, tất cả thế gian thầy đều hiện tiền vì phát nguyện rộng lớn suốt kiếp vị lai tu Bồ Đề, tất cả hạnh Bồ Tát không mệt mỏi thầy đều hiện tiền vì phát tâm rộng lớn vô số lượng. Các vị đệ tử của Phật khi Đại Bồ Tát hành bố thí thân thể cốt tủy thì mười phương chư Phật cùng lúc đều hiện ra ở trước Ngài, khen ngợi Ngài rằng: thiện nam tử, đó mới là bố thí vô thượng. Lúc đó Bồ Tát thấy được chư Phật, tâm nghĩ mình giống như người con đi du hành đã lâu, nay gặp lại cha, đó tức là tâm đại từ bi của Bồ Tát xả thân cứu chúng sinh. Vì đắc được cảm ứng chư Phật hộ niệm, tất cả chúng sinh cũng đều hiện tiền vì Bồ Tát khiến cho các tất cả chúng sinh đều an trụ ở trong Phật pháp thanh tịnh, tất cả thế giới đều hiện tiền vì Bồ Tát đã từng trang nghiêm tất cả cõi Phật. Lại nữa, tất cả chúng sinh đều hiện tiền vì Bồ Tát chưa từng tiếc thân mạng khắp cứu hộ họ, tất cả Phật đạo đều hiện tiền vì Bồ Tát đã từng dũng mãnh tinh tấn trí ưa quán sát mười thần lực không thể nghĩ bàn của Phật, tất cả Bồ Tát trong ba đời cùng lúc đều hiện ra ở trước. Vì trong quá khứ các ngài đã từng tu hạnh Bồ Tát với nhau, đồng thời viên mãn đủ thứ căn lành, tất cả sự sự không sợ hãi thảy đều hiện ra ở trước. Vì Bồ Tát đã từng ở trong các cõi rộng làm sư tử hống. Sư tử hống là đánh trống pháp lớn, thổi la pháp lớn, hoàng dư chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Tất cả ba đời thảy đều hiện ra ở trước là nói tất cả chư Phật, các Bồ Tát, tất cả đủ loại chúng sinh trong ba đời đồng thời hiện hiện ra ở trước là vì Bồ Tát đã đạt được cảnh giới chuyển thức thành trí, đắc được diệu quan sát trí bình đẳng. Đủ loại chúng sinh trên thế gian thảy đều hiện hiện ra là vì Bồ Tát đối với những chúng sinh đó khiến cho họ sinh tâm đại bi, phát tâm nguyện rộng lớn. Ngài nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, suốt tất cả kiếp vị lai tôi phải sinh tu Bồ Đề giác đạo cứu bạc tất cả chúng sinh.
Mười phương ba đời các Bồ Tát, khi các ngài tu hạnh Bồ Tát, chưa từng có vị nào sinh tâm mỏi mệt nhàm chán, cũng đều hiển hiện ra ở trước, vì đó đây đều đã từng phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô số lượng. Phật tử khi đại Bồ Tát, bố thí tùy và thị thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang không thể hủy hoại, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên mật luôn không khuyết giảm, nguyện cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân giống như thân Phật trang nghiêm thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tướng trầm phước, 32 tướng tự trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân diệu trang nghiêm, 80 vẻ đẹp đầy đủ 10 lực không thể phá hoại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh không thể hạn lượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố, tất cả ma oán không thể phá hoại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất tướng, đồng một thân tướng với chư Phật ba đời, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô ngại, dùng tịnh pháp thân khắp cõi hư không, nguyện cho tất cả chúng sinh được Bồ Đề tạng thân, có thể dung nạp khắp tất cả thế gian. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát cầu nhất thiết trí, khi ngài bố thí tùy và thịt, vì khiến cho chúng sinh đều được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh vô lượng. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát ngài bố thí cốt tùy và thân thịt, thì đem căn lành của ngài tu bố thí đối với chúng sinh hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân kim cang bất hoại, không thể nào bị vật bên ngoài phá hoại được. Thân kim cang tức là thân vô lậu, chẳng có tất cả tập khí mau bệnh, không thể lậu vào ba đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên mật, sáu căn thông minh lanh lợi, thân tâm khỏe mạnh, chẳng có chút thiếu khuyết nào, tứ chi ngũ quan lục căn đều viên mãn đầy đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được ý sinh thân không thể nghĩ bàn, tùy theo ý niệm mà đến khắp 3.000 thế giới, chẳng bị tất cả sự trở ngại. 3.000 thế giới cũng không ngoài một niệm, giống như pháp thân của Phật đầy khắp hư không, tùy nơi hiện ra thân thanh tịnh trang nghiêm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tướng tốt trăm phước, có 32 tướng giống như thân Phật tự trang nghiêm thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 80 vẻ đẹp trang nghiêm vi diệu không thể tưởng tượng được, đồng thời đầy đủ 10 lực không thể phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân giống như Phật thanh tịnh không có văn tự nào có thể so sánh được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên cố nhất, tất cả ma vương và oán địch không cách chi phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nhất tướng, nhất tướng tức là tất cả tướng, thần tướng có thể huyễn hóa 100.000 ước đồng với chư Phật ba đời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không bị tất cả hình thể sắc tướng trở ngại được, có thể hợp nhất với khí vật, dùng pháp thân thành tịnh khắp cùng hư không pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân giống như Bồ Đề giác đạo, có thể dung nạp khắp 10 phương thế giới, cũng có thể hiển hiện tất cả chúng sinh thành chánh giác ở trong thân của ngài. Đó là hồi hướng căn lành vì cầu nhất thiết trí huệ của Đại Bồ Tát, khi ngài bố thí cốt tủy và thân thịt cho chúng sinh, hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân chân thật thanh tịnh vô lượng giống như chư Phật. Thân Phật là một nhiều vô ngại, vì tiếp dẫn chúng sinh tùy loại mà hóa thân, cho nên nói Phật có 100.000 ước hóa thân, hoặc nói thần vô tận. Ở trong kinh điển ghi có 10 thần viên mãn: 1. Dưới cội Bồ Đề hàng ma thành đạo là Bồ Đề thân. 2. Bổn nguyện độ sinh, thủ nhân hàng tích làm nguyện thân. 3. Phổ ứng quần cơ, tùy loại hiện hóa làm hóa thân. 4. Thần lực nhậm trì toàn thân bất hoại làm lực trì thân. 5. Vi trần tướng hài, trang nghiêm thật báo làm trang nghiêm thân. 6. Oai đức quảng đại, ma ngoại quy phục làm oai thế thân. 7. Ý có chỗ đến thì thân liền đến làm ý sinh thân. 8. Phước đức đầy đủ như biển, tròn khắp làm phước đức thân. 9. Pháp tính thanh tịnh, chu khắp pháp giới làm pháp thân. 10. Diệu trí viên minh, thông đạt vô ngại làm trí thân. Điều gọi là hai thân, ba thân, 10 thân, 100.000 ước thân, thật tức là một pháp giới thân, cùng làm duyên khởi, tướng tức tướng nhập, chuyển chuyển vô ngại, tổng làm một nhiều vô ngại pháp giới thân. Phật tử Đại Bồ Tát đem tìm mình bố thí cho những người đến xin như Bồ Tát Vô Hối Yểm, Bồ Tát Vô Ngại Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác. Khi đem tìm mình bố thí cho người xin thì ngài học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả
tâm tập hành đàn ba la mật, tâm thành tựu đàn ba la mật, tâm học tất cả Bồ Tát bố thí, tâm vô tận tất cả đều xả, tâm tập quán tất cả đều bố thí, tâm gánh vác hạnh bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường cho tất cả những người đến xin không đoạn tuyệt. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, ngài đem tim của mình bố thí cho người đến xin, như thuở xưa có vị Bồ Tát Vô Hối Yểm, Bồ Tát Vô Ngại Vương và vô lượng các vị Đại Bồ Tát khác. Các ngài đều đã từng thực hành đại bố thí khó làm mà làm được. Khi Bồ Tát đem tìm mình bố thí cho người xin thì ngài buông xả vạn duyên, tâm của ngài rất tự tại. Ngài tu tâm bố thí tất cả, học tập đàn ba la mật, tâm bố thí đến bờ kia, tâm thành tựu bố thí độ, tâm học tập các Bồ Tát quá khứ tu bố thí, tâm bố thí vô tận, tất cả trong ngoài đều thí xả được, tâm tập quán dưỡng thành hoan hỷ bố thí, tâm gánh vác trách nhiệm hạnh bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm chánh niệm chư Phật thường hiện tiền, tâm bố thí đối với tất cả những người đến cầu xin, thầy đều khiến cho họ được tại tâm mãn nguyện, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Bồ Tát ôm ấp 10 tâm nguyện này, hành nghiệp lành bố thí. Khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy, thì tâm của ngài thanh tịnh vì độ tất cả chúng sinh, vì được 10 lực Bồ Đề, vì nương vào đại nguyện mà tu hành, vì muốn an trụ Bồ Tát đạo, vì muốn thành tựu nhất thiết trí, vì không bỏ lìa thệ nguyện xưa, đem các căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang Tạng, tất cả núi Kim Cang và núi Thiết Vi đều không thể phá hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang giới tướng chữ vạn trang nghiêm, được tâm không thể lay động, được tâm không sợ hãi, được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tâm đại dũng mãnh tràng trí huệ tạng. Đại Bồ Tát khi ngài bố thí tìm của mình cho người đến xin thì tâm của ngài rất thanh tịnh tự tại, tự hào không tạp niệm, vì ngài muốn độ tất cả chúng sinh, lại vì muốn chứng được Bồ Đề giác đạo, nhập vào quả vị của Phật, lại vì nương vào đại thệ nguyện thuở xưa ngài đã phát mà tu đại bố thí này, lại vì an trụ vào quả vị Bồ Đề giác đạo, không có tầm thối chuyển, lại hy vọng diệu trí viên mãn, thành tựu trí huệ thù thắng, cũng không muốn xả bỏ lìa đại thệ nguyện của mình đã phát, vì cứu chúng sinh chẳng tiếc tất cả, nhất định muốn hoàn thành thệ nguyện của mình mà bố thí tim của mình cho chúng sinh. Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm kiên cố như kim cang, dù có dùng thế lực của tất cả núi Kim Cang và núi Thiết Vi cũng không thể nào phá hoại được chánh niệm của ngài. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang giới tướng chữ vạn trang nghiêm, biểu thị vạn đức cát tường mà nhập vào trí huệ, lại kết hợp với pháp tính chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tin nguyện kiên định, chẳng bị dị luận của thiên ma ngoại đạo mà lay động,